Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp của Vietnam Plus. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng trong và ngoài nước được phát sóng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Và tôi là Thanh Hồng sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội xem xét việc tổ chức giải đua xe F1 vào cuối tháng 11. Tỉnh ủy Phú Yên thông tin chính thức về việc xe biển xanh vào sân bay. Mỹ sẽ xem xét cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc. WHO xem xét thư ngỏ về việc virus SARS-CoV-2 lây truyền qua không khí. Trọng tài lại sai sót ở vòng 8 V-League. VFF yêu cầu kiên quyết xử lý. Sau đây là một số thông tin cụ thể trong bản tin tổng hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với các đơn vị nắm bản quyền để tổ chức giải đua xe công thức 1 vào cuối tháng 11 năm 2020. Tại phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố ngày 6 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, giải đua F1 tại Hà Nội đáng lẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sự kiện này không thể diễn ra. Ông Trung cho biết, thành phố Hà Nội đang xem xét về việc tiếp tục tổ chức giải đua xe F1 khi đủ điều kiện và đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Theo đó, thành phố đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để tiếp tục tổ chức giải đua xe công thức F1 vào cuối tháng 11 năm 2020, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cho chương trình, dự án phục vụ SEA Games 31 và Paragame 11. Được biết, giải F1 năm 2020 có tổng cộng 22 chặng đua, với 2 chặng đua mới là GP Việt Nam và GP Hà Lan. Hiện nay có tới 5 chặng bị hoãn là Bahrain, Việt Nam, Hà Lan, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Ban tổ chức đã sắp xếp bắt đầu ghi lại 8 chặng đua đầu tiên diễn ra trong năm 2020, bắt đầu với chặng đua ở Áo từ ngày 5 tháng 7. Liên quan đến thông tin Phó Bí thư Thường trực tỉnh Phú Yên được xe số biển xanh đón tại khu vực hạn chế của sân bay Tuy Hòa mà các trang mạng xã hội đã đăng tải vào chiều ngày 6 tháng 7. Ngày 7 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã thông tin chính thức. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, ngày 12 tháng 6 năm 2020, ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên di chuyển trên chuyến bay VN1661 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ sân bay Tuy Hòa, Phú Yên đến thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, ngày 14 tháng 6 năm 2020, ông Lương Minh Sơn đi chuyến bay VN1660 từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Tuy Hòa vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày. Việc ông Lương Minh Sơn đi kiểm tra sức khỏe là theo đúng kế hoạch và quy định, không vì mục đích cá nhân. Về thông tin, chiếc xe công đã đi vào khu vực hạn chế của sân bay Tuy Hòa để đón ông Lương Minh Sơn và một người con của ông. Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, theo thông tư số 13/2019/TT Bộ Giao thông Vận tải ngày 29 tháng 3 năm 2019, quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam tại Điều 14 có quy định. Phương tiện được cấp phép về việc kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay phục vụ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo quy định trên, thì chiếc xe Toyota biển kiểm soát 78A01114 đón ông Lương Minh Sơn vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 đã được Cảng vụ Hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế sân bay Tuy Hòa. Như vậy, theo đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, việc ông Lương Minh Sơn được xe công vụ 78A01114 đón là theo đúng chế độ quy định. Sau đây là tình hình thế giới trong những ngày vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6 tháng 7 cho biết, Washington chắc chắn sẽ xem xét việc cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, trong đó có TikTok. Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, nhà ngoại giao này nêu rõ, tôi không muốn đề cập vấn đề trước khi Tổng thống phát biểu, nhưng có một số thứ chúng tôi đang xem xét. Chiều cùng ngày, TikTok tuyên bố sẽ dừng hoạt động tại đặc khu hành chính Hồng Kông do những sự kiện gần đây. Động thái của TikTok do ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc quản lý được đưa ra trong bối cảnh Facebook, Google, Twitter tạm dừng thực hiện những yêu cầu của chính quyền và nhà chức trách Hồng Kông về việc cung cấp thông tin người sử dụng. Trước đó, Bộ Công nghệ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với gần 60 ứng dụng di động của Trung Quốc, trong đó có mạng xã hội TikTok và WeChat. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cơ quan này đang xem xét bức thư ngỏ của gần 240 nhà khoa học quốc tế, trong đó kêu gọi tổ chức này điều chỉnh các khuyến nghị về phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước đó, WHO khuyến cáo virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan chủ yếu qua những giọt bắn lớn thoát ra ngoài từ đường hô hấp của các bệnh nhân khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện và rơi xuống bề mặt nào đó. Tuy nhiên, 239 nhà khoa học đến từ 32 quốc gia đã cùng nhất trí rằng các bằng chứng hiện nay cho thấy virus có thể lây lan qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ và tồn tại trong không khí ở một không gian kín. Họ viết một bức thư kêu gọi WHO công nhận việc virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ trong không khí là yếu tố quan trọng khiến căn bệnh truyền nhiễm này lây lan.
Thậm chí họ khuyến cáo ngay cả đã duy trì giãn cách xã hội, các nhân viên y tế vẫn cần đeo khẩu trang, đặc biệt có thể chặn được các hạt siêu nhỏ và sử dụng hệ thống thông gió ở những nơi công cộng, cũng như các loại đèn cực tím có khả năng diệt các phần tử virus. Phản hồi bức thư này, ngày 6 tháng 7, người phát ngôn của WHO, ông Taki Josevich, nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nắm được thông tin trên và đang xem xét nội dung để đề cập tới các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi. Ở thời điểm hiện tại, mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 trong không khí là không rõ ràng." Trở lại với các tin tức thể thao, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF mới đây đã gửi văn bản tới Ban trọng tài, yêu cầu thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác điều hành của trọng tài và giữ gìn uy tín hình ảnh của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020. Văn bản này nêu rõ, kiên quyết xử lý những trường hợp trọng tài, giám sát trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn cho lực lượng trọng tài trong các lượt trận tới. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, rõ ràng minh bạch trong công tác chỉ định, phân công trọng tài tại các trận đấu, bổ nhiệm trọng tài đúng năng lực, phù hợp với tính chất trận đấu theo đúng quy định đã được lãnh đạo VFF thông qua. Đặc biệt, dự đoán những trận đấu có tính chất căng thẳng để phân công trọng tài có năng lực tốt nhất để điều hành. Đây là hành động cụ thể đầu tiên của VFF trước tình trạng trọng tài liên tục bị mắc lỗi tại các giải bóng đá chuyên nghiệp. Các trọng tài tại giải V-League 2020 đang bị mắc rất nhiều lỗi, trực tiếp làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Mới nhất là tại vòng 8 V-League 2020, trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã từ chối quả đá phạt đền 10-10 của Sông Lam Nghệ An. Hay trọng tài bên trận Hoàng Anh Gia Lai Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku phải nhận phản ứng dữ dội từ cầu thủ đội khách vì bắt lỗi việt vị khó hiểu trong tình huống dẫn tới bàn thắng. Còn trước đó, đỉnh điểm của việc trọng tài liên tục mắc lỗi là cổ động viên người Nam Định gửi công văn lên VFF và VPF yêu cầu treo còi vĩnh viễn trọng tài Vũ Phúc Hoan và Hoài Tâm. Thậm chí họ còn muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra khi nhận thấy dấu hiệu tiêu cực, bên cạnh việc muốn hủy kết quả và yêu cầu đá lại trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng ở vòng 6 V-League. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 58/2020 quy định trình cấp, thu hồi đăng ký biển số xe phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những nội dung quy định mới của thông tư lần này là việc cấp đổi biển cho các loại hình xe kinh doanh vận tải. Cụ thể, tại điểm D khoản 6 điều 25 của thông tư quy định biển số kinh doanh vận tải xe có nền màu vàng và chữ số màu đen, series biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, quy định lần này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 và áp dụng cho cả xe taxi công nghệ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của Vietnam Plus ngày hôm nay. Mời quý vị tiếp tục cập nhật và theo dõi tại trang báo điện tử và kênh YouTube của Vietnam Plus. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.